Minh Trường đang có mặt tại cơ sở 105 Đông Tác, và sau hơn một tháng chạy thử thì chính thức cơ sở 105 Đông Tác tổ chức khai trương và sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 10 cho đến hết ngày 22 tháng 10, tức 5 ngày mọi người nhé. Và với quy mô tổ chức cực kỳ hoành tráng lần này, Hai Nội Sổ sẽ tổ chức 3 cơ sở. Cơ sở đầu tiên 105 Đông Tác, Đống Đa, Hà Nội. Cơ sở thứ hai số 2 Tôn Tùng, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở thứ ba 376 Khâm Thiên, Hà Nội. Và sẽ diễn ra luôn vào lúc 9 giờ sáng thứ tư ngày 18 tháng 10. Đặc biệt, 200 khách hàng xếp hàng đầu tiên sẽ có cơ hội nhận voucher 2 triệu đồng. Toàn bộ tất cả nhé, voucher sẽ là 2 triệu đồng, 1 triệu đồng, 500, 200 và 100 nghìn đồng. Và 200 khách hàng thanh toán đầu tiên sẽ nhận được ngay voucher trị giá 100 nghìn đồng cho những lần mua hàng tiếp theo, và được áp dụng luôn tại 3 cơ sở. Tất cả khách hàng xếp hàng còn lại sẽ là voucher tặng kính người nhân trị giá 300.000 đồng. Và tổng giá trị quà tặng cũng như voucher đợt này Hai Nội Sổ dành tặng riêng cho mọi người tham dự lễ khai trương lên tới 200 triệu đồng, gồm 10.000 sản phẩm phụ kiện như nhẫn sẽ được đồng giá cho tất cả mọi người khi qua, đồng giá 9.000 đồng tại 3 cơ sở. Vòng cổ, toàn bộ tất cả vòng cổ sẽ đồng giá cho mọi người 19.000 đồng khi mọi người qua trực tiếp 3 cơ sở. Và đặc biệt, hàng ngàn chiếc kính sẽ được sắp xếp sẵn ở đây, đồng giá cho mọi người 29.000 đồng. Và chưa hết đâu mọi người, toàn bộ tất cả như túi sẽ đồng giá cho mọi người là 99k. Túi to, túi nhỏ, túi hộp, túi dài đồng giá 99.000 hết cho mọi người. Và đặc biệt, một cái sản phẩm mọi người không thể bỏ qua được, đó là giày. Thì tất cả số giày sẽ được xếp ở đây và đồng giá cho mọi người 99.000 đồng mọi người ạ. Và đặc biệt, 50.000 sản phẩm quần áo thu đông sẽ được sale 90% trực tiếp tại 3 cơ sở ngày hôm đó, như áo hoodie bông sale 90%, đồng giá còn 49.000 đồng. Mọi người nhớ là 49.000 đồng nhé, vẫn là hoodie và cũng được đồng giá cho mọi người là 49.000 đồng. Và đặc biệt, sơ mi, riêng về sơ mi thì toàn bộ tất cả số sơ mi ở đây và ở đây sẽ được sale 70%, còn 99.000 đồng mọi người ạ. Và riêng về áo phông ấy mọi người ơi, cũng toàn bộ tất cả áo phông cũng sẽ được sale với giá là 99.000 đồng. Và đặc biệt, một cái sản phẩm mà không thể thiếu được, đó là áo phao. Và riêng cho mùa thu đông năm nay, toàn bộ tất cả số áo phao này mà cũng sẽ được sale 70%, và sẽ đồng giá luôn là 189.000 đồng kệ này. Và có cả áo lông kỳ cũng đồng giá luôn 189.000 đồng. Và chưa hết đâu mọi người ạ, kệ này nhá, và cả kệ này nữa luôn cho mọi người, toàn bộ tất cả số phao này, toàn bộ luôn sẽ được đồng giá cho mọi người hết là 189.000 đồng, và áp dụng ở 3 cơ sở luôn cho mọi người. Anh em có thể qua trực tiếp cơ sở số 2 Tuấn Tùng này, 376 Khâm Thiên này, và 105 Long Tác. Và một cái sản phẩm nữa mà em không nên bỏ qua được, đó là Blazer. Thì mọi người ơi, Blazer thì sẽ cũng được đồng giá cho mọi người luôn là 99.000 đồng mọi người ạ. Không thể tin được, đó là Blazer sẽ là 99.000 đồng. Đấy, và chương trình này sẽ áp dụng cho toàn bộ tất cả mọi người. Nếu như mọi người có thể qua trực tiếp một trong 3 cơ sở và toàn bộ tất cả trong vòng 5 ngày, từ ngày 18 cho đến hết ngày 22, ở đây cũng 99.000 đồng. Đặc biệt mọi người, áo lông này, riêng áo lông dài đợt này shop cũng sale rất là sâu cho mọi người luôn. Toàn bộ tất cả áo lông dài như thế này thì cũng được sale 50% mọi người ạ. 50% nhá mọi người nhá. Toàn bộ tất cả đây mọi người nhỉ, xếp rất là dài, được sale luôn cho mọi người 50%. Và hơn 3.000 chiếc hoodie mọi người nhớ nhá, là 3.000 chiếc hoodie sẽ được đồng giá luôn cho tất cả mọi người là 189.000 đồng, chưa từng có luôn mọi người ạ. Hoodie 189. Và nếu như mọi người đang quan tâm những mẫu áo da hay là áo lông ấy, thì tôi mời mọi người có thể tham khảo các mẫu ở đây. Rất là nhiều mẫu áo da hay là áo lông đẹp như thế này ngày hôm đó cũng được sale rất là sâu mọi người ạ. Đây, mọi người nhìn áo da này. Bên này thì áo da nó sale cực kỳ là sâu luôn cho mọi người. Đấy, mọi người để qua trực tiếp nhá. Thì ngoài áo da, ngoài áo lông, thì toàn bộ tất cả áo bomber hay là áo len như thế này hay là như thế này thì ngày hôm đó cũng được sale cũng rất là sâu đấy mọi người ơi. Mọi người nhớ ghé nhá, đặc biệt cả hoodie nữa. Và một cái sản phẩm nữa mà tôi muốn giới thiệu cho mọi người, đó là sơ mi cao cấp. Đây mọi người ơi, ngày hôm đó khi mọi người qua trực tiếp cơ sở nào cũng được, thì toàn bộ tất cả sơ mi kiểu nhá sẽ được bình thường đang bán là 500 hoặc 600. Thì ngày hôm đó toàn bộ tất cả sơ mi kiểu ở đây chúng tôi sẽ sale cho mọi người hơn 200.000 đồng. Mọi người nhớ là chỉ hơn 200.000 đồng mà sẽ được sở hữu sơ mi kiểu
kiểu gì cũng khó mọi người ạ. Đấy, và mọi người nhớ chưa? Mọi người nhớ là gì ạ? Toàn bộ tất cả chương trình này dành riêng cho tất cả mọi người. Và nếu như mọi người đang không biết ở đâu thì tôi sẽ nói lại cho mọi người biết là ngày hôm đó Hai Nỗi Thù sẽ tổ chức tại 3 cơ sở: 105 Công Tác, 376 Công Viên và số 2 Tô Tùng. Và với hàng ngàn sản phẩm, ngày hôm đó cũng sẽ được sale rất là sâu. Mọi người nhớ là gì ạ? Sẽ chính thức diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ tư ngày 18 tháng 10 tại 105 Công Tác. Để làm gì ạ? Mọi người nhớ qua 105 Công Tác để lấy vô trò 2 triệu, 1 triệu, 500, 100 và hàng ngàn sản phẩm như nhẫn, kính đồng giá 9.000 đồng, quần áo thu đông đồng giá cho mọi người 49.000 đồng. Và cuối cùng, mọi người đừng quên vào 9 giờ sáng thứ tư ngày 18 tháng 10 tại 105 Công Tác mọi người nha. Bye bye mọi người.